Quang Tình, tác giả Việt Nga, tập cuối. Tú Lệ vẫn trong dòng hồi tưởng mà không để ý đến lời của Tấn Minh. Cho đến khi anh lay vai mẹ thì bà ta mới bừng tỉnh, mắt đã nhòa lệ. Nhìn thẳng vào Tấn Minh, bà nói: "Mẹ chưa từng nói dối con, chỉ duy nhất bí mật này thôi. Và những lời mẹ nói vừa rồi không hề sai một câu. Có trách thì hãy trách mẹ, đừng có trách ông Thịnh, cũng đừng trách cha đẻ của con. Ông ấy không hề biết mình có đứa con này, cho mãi đến tận 2 tháng trước mẹ mới cho cha con biết. Con cần phải biết về nguồn cội của mình. Thật sự thì cha đẻ của con là một người tốt và thành đạt. Chỉ tại mẹ tham sang phụ khó mới bỏ ông ta. Ông không có đáng bị như vậy, là mẹ nợ 2 cha con. Điều này đến với anh thật sự là một cú sốc lớn. Đúng là đến bây giờ thì Tấn Minh cũng chưa thể tiếp nhận được chuyện này. Anh đang tỉnh hay mơ đây? Thảo nào, bọn đàn em cứ nói anh đẹp như sói ca, và có thể chúng biết anh không hề giống Thịnh Gấu một chút nào. Ông ta chiều cao chưa đến 1m7, còn anh cao tới 1m82. Khuôn mặt Thịnh Gấu lại rỗ chằn rỗ chịch, và nước da thì đen nhẹm. Nói chung, anh không có một đặc điểm nào giống ông ấy cả. Tại sao? Tại sao bây giờ anh mới nhận ra cái điều đó? Chợt nhớ ra điều gì, Tấn Minh hỏi mẹ: "Vậy còn ba con, ông Thịnh Gấu có biết chuyện này hay không? Ba con có biết không?" "Con nghĩ với bản tánh trương phi của ông Thịnh, nếu biết được chuyện này, ông ấy sẽ ngồi im được sao?" "Vậy thì con phải làm sao đây mẹ? Chuyện này sớm muộn cũng phải cho ba biết. Con sợ ông ấy sẽ chịu không có được mà gục xuống đó. Vì sao, ổng cũng là người cha đã nuôi con lớn lên từ thuở lọt lòng. Con thấy tội cho ba." "Ông ấy sẽ biết, nhưng không phải là lúc này. Mẹ định khi nào thích hợp mới nói với ông Thịnh. Hoặc giả ông ấy không biết thì càng tốt. Hãy để cho ông ấy nghĩ con chính là do ông ấy sanh ra." "Vậy còn cha đẻ của con?" "Con có biết công ty xuất nhập khẩu thủy sản Hoàng Tạo không? Đó chính là công ty do ba con làm chủ. Ba con rất thành đạt, tuy không hẳn là quá giàu có, nhưng uy thế của ông cũng khiến nhiều người ước mơ." "Con chưa biết gì về cuộc sống sau này của ba cả, hoàn toàn mù mịt." "Ông Hoàng Tạo có một bà vợ là giáo viên và 2 đứa con gái, một đứa vừa học xong đại học, một đứa mới vào năm nhất." Nói xong, bà Tú Lệ chìa điện thoại ra cho Tấn Minh xem. Trong album ảnh hiện ra một người đàn ông đứng tuổi được chụp ở nhiều góc độ. Mới nhìn vào khuôn mặt đó, anh đã xém giật mình. Đầu óc anh như có một luồng điện chạy xẹt qua. Thì ra chính người đàn ông này anh đã gặp mấy lần ở trên đường. Cứ nghĩ đó là vô tình. Thì ra lúc đó ông ta đã biết được sự thật nên muốn tiếp cận anh chăng? Đúng là khi so sánh ảnh, anh và ông ấy là 2 người giống nhau như 2 giọt nước. Chỉ khác là một già và một trẻ mà thôi. Một chút gì cay cay nơi sống mũi khiến cho anh không thốt được nên lời, mà cứ nhìn trân trân vào những bức ảnh. Đây mới chính là cha đẻ của anh sao? Cuộc đời của anh sao lại xảy ra quá nhiều biến cố vậy? Liệu đây có phải là lần giận hạn cuối cùng hay không? Anh chợt nói với mẹ: "Con muốn gặp ông ấy. Mẹ, con muốn gặp người đã sinh ra con." "Được rồi, mẹ sẽ cho con gặp ba. Lẹ quá, con cũng đã 30 tuổi rồi." Trái với suy nghĩ trước đó, thay vì 2 ngày nữa bà mới cho ông gặp con, thì nay không ngờ cuộc nói chuyện với Tấn Minh lại xuôi chèo mát mái như vậy. Thằng bé này quả là hiểu chuyện. Bước ra ngoài, bà gọi ngay cho ông Hoàng Tạo. Tiếng chuông điện thoại chậm rãi tút lên. Lúc này bà lại thấy ghét cái tiếng chuông này ghê gớm lắm. Vẫn chưa thấy ông Tạo cầm máy. Bà đang tưởng ông bận, thì đầu dây bên kia tiếng nói vang lên: "Alo, anh nghe đây. Anh lên ngay bên ngoài được không? Em đã nói chuyện với thằng bé rồi, nó đang muốn gặp anh." Thấy bà Thú Lệ nói như vậy, ông mừng quá, xém chút thì reo lên trong máy. Vậy là ông liền dẹp hết mọi công việc lại,
và lái xe đi Biên Hòa. Ông đang tưởng tượng ra giây phút cha con trùng phùng, đứa con mà bao nhiêu năm ông không hề biết đến sự hiện hữu của nó. May là trời vẫn còn thương và bà Tú Lệ đã nói ra sự thật. Quãng đường hình như được rút ngắn lại trong niềm vui khôn tả của ông Hoàng Tạo. Cuối cùng, ông cũng đến được bệnh viện Đồng Nai. Vừa chạy xe vào bãi đầu xe, ông lập cập bước chân vào thang máy, đến trước cửa phòng của Tấn Minh, tim của ông đập rộn lên khó tả. Rung rung đi vào, ông đưa tay lên chận lấy ngực. Ông đang rất gần với đứa con trai của mình. Trên giường, Tấn Minh cũng xúc động không kém. Từ lúc ông bước chân vào, bà Tú Lệ cũng chưa hề nói một câu. Nhưng sự linh cảm mách bảo cho anh biết người đang hiện diện trước mặt của anh chính là người có cùng dòng máu. Đôi mắt anh chợt cay xè khi thấy người đàn ông buông rơi cái túi quà và hai tay đang chìa ra phía trước. Miệng ông lắp bắp. Con trai, là ba đây, ba của con đây, Tấn Minh. Vì vẫn đang phải cố định xương sườn nên anh không thể ngồi dậy được, vẫn ở tư thế nằm nghiêng. Nhưng Tấn Minh cảm thấy xúc động dâng trào, cổ họng của anh nghẹn đắng. Ba, là ba, đúng là ba rồi mà. Ông Hoàng Tạo lao đến ôm lấy con trai, giây phút trùng phùng thật cảm động. Đúng là bất ngờ này thật ngọt ngào, nó làm cho Tấn Minh dở hòa cảm xúc. Bây giờ, bà Tú Lệ mới thấm nhuần câu nói, đời không cần giàu quá, cũng không cần bản thân phải trở thành ông nọ bà kia, chỉ cần một cuộc sống an nhàn hạnh phúc, kinh tế dư giả một chút và có thành viên trong gia đình quay quần yêu thương nhau là đủ. Sao đến tận bây giờ bà mới nghiệm ra cái điều này? Ông Tạo ở lại với con trai tới chiều mới về, khi chỉ còn lại hai mẹ con Tấn Minh, lại bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ mới là lúc anh nghĩ đến chuyện riêng của mình. Anh biết nếu lần này anh không chớp lấy cơ hội thì sẽ không còn lúc nào nữa. Nhưng biết bắt đầu từ đâu đây? Không lẽ lấy lý do mình bị tai nạn ra để nói với Tâm Thanh thì vô duyên quá. Anh lại càng không muốn cô cảm thấy khó xử trước Duy Hoàng. Thôi thì đành cầu nguyện và mong vạn sự tùy duyên. Anh và cô đã gặp nhau bởi chữ duyên thì anh hy vọng chữ duyên một lần nữa sẽ tiếp tục mỉm cười. Và anh nhắm mắt lại cầu trời. Bà Tú Lệ gọi hai thằng lúc trước đi vào, giao cho chúng nhiệm vụ chăm sóc Tấn Minh và về Sài Gòn. Trên đường đi, bao suy nghĩ bủa vây, bà cứ mong cho quãng đường ngắn lại, mong rằng bà sẽ làm được điều này. Tâm Thanh đang chuẩn bị về nhà thì điện thoại reo vang, là một số máy lạ. Cô cầm lên nghe và đanh mặt lại khi nhận ra tiếng nói đầu dây bên kia. Alo, là tôi Tâm Thanh đây. Bà nói cái gì? Sao? Anh ấy... bị làm sao? Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn bà. Tôi cũng đang có mặt ở Sài Gòn. Nếu cô không ngại, thì tôi đến đón cô được không? Cảm ơn bà, tôi đi được. Bên kia đọc thông tin phòng bệnh xong, Tâm Thanh lao dội ra ngoài, tim cô đập loạn lên, ra gara lấy xe. Nhưng chưa kịp đầy máy thì Di Hoàng chạy đến, nhìn vào thần sắc của cô, anh đoán có chuyện gì đó đã xảy ra. Tâm Thanh dường như không để ý đến anh. Cô ngồi vào ghế lái, chuẩn bị xoay vô lăng thì Di Hoàng đập cửa. Mở cửa ra đi, Tâm Thanh, em làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe coi, có được không? Bình tĩnh. Kính xe được kéo xuống, Tâm Thanh nói dội với Di Hoàng. Em phải đi Biên Hòa gấp. Tấn Minh, anh ấy đang bị tai nạn. Anh hiểu rồi. Em mở cửa xe ra đi. Anh sẽ đi với em. Thôi, em đi một mình được rồi anh. Em không sao. Anh đừng có lo. Một chút gì chua xót dâng lên trong lòng. Tim của anh đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực. Mở cửa ra đi em. Anh hứa sẽ tôn trọng quyết định của em và không có làm em khó xử. Anh sẽ đưa em đi. Em không nhớ chúng ta đã nói gì với nhau sao? Lúc này chính là lúc em cần được chia sẻ mà. Cánh cửa từ từ mở ra. Trao tay lái cho anh xong, Tâm Thanh ngã người ra sau, nước mắt bắt đầu chảy ra chan chứa. Chạy nhanh nữa đi, được không anh? Em muốn đi nhanh nhất có thể. Anh ấy bị tràn khí màng phổi, phải mổ và gãy ba cái xương sườn.
Nói xong cô lại khóc, ngồi bên cạnh, Di Hoàng đau lắm. Người anh yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời, vì tình yêu mà anh từ bỏ cả chức danh giảng viên của trường đại học viện cảnh sát để vào đây với cô. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười, nhưng cuối cùng tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Xong cũng không có thể trách ai, chỉ trách số mình đen đủi. Tuấn Minh đang chìm trong giấc ngủ vì mới được bác sĩ chích thuốc giảm đau. Trong cơn mơ, anh thấy như tay ai đó đang nắm lấy tay mình siết chặt, bàn tay mềm mại, ấm nóng lại rất đổi thân quen. Đôi mắt anh muốn nhướng lên nhưng nó vẫn cứ khép chặt. Chỉ đến khi tiếng nói đó cất lên thì anh mới choàng mở mắt được và nhận ra trước mắt mình. Tuấn Minh, là em đây. Em đến với anh đây. Anh còn đau không? Là em. Đúng là em rồi. Tâm Thanh. Di Hoàng đã ý tứ lùi ra ngoài để nhường chỗ cho sự riêng tư của họ. Anh không muốn chứng kiến cái giây phút này vì nó sẽ làm anh đau thêm. Bao nhiêu nhung nhớ, đợi chờ, được dịp bùng phát dữ dội. Tấn Minh nắm chặt tay Tâm Thanh không buông, chỉ sợ bất thình lình cô sẽ biến mất. Bây giờ thì không còn rào cản gì nữa rồi. Anh không thể để mất cô thêm một lần nữa. Nhất định lần này anh sẽ không có buông tay. Tâm Thanh, em đừng đi. Hãy ở lại với anh nghe. Anh cần em biết chừng nào. Giọt nước mắt mặn mòi rơi xuống má người thanh niên 30 tuổi. Đây là lần đầu tiên anh rơi lệ. Lần đầu tiên anh biết khóc vì một người con gái. Tâm Thanh đưa tay lên che miệng Tấn Minh. Anh phải mạnh mẽ lên. Tấn Minh của ngày xưa đâu rồi? Đừng có nói gì thêm nữa. Chỉ cần anh khỏe lại là được rồi. Biết bao nhiêu nhung nhớ, chờ mong được Tấn Minh bộc lộ ra hết. Còn Tâm Thanh cứ khóc mãi không thôi. Bên ngoài, Di Hoàng cảm thấy bản thân mình thừa thãi. Anh đang định bước đi, thì đằng sau có tiếng bước chân rộn rã. Bà Tú Lệ cùng với một người đàn ông đứng tuổi lạ mặt đang tiến tới. Sở dĩ bà vừa về Sài Gòn lại lên Biên Hòa ngay, vì khi nói chuyện với Tâm Thanh xong, bà đoán thế nào cô cũng sẽ chạy đến với Tấn Minh luôn, và biết đâu Tâm Thanh không chỉ đi một mình. Và suy nghĩ của bà đã đúng, một quyết định nhanh như điện xẹt được bà thực hiện ngay lập tức. Bà biết nếu không giải tỏa và làm sáng tỏ chuyện này thì chưa chắc Tâm Thanh đã quay lại với Tấn Minh. Di Hoàng gật đầu chào hai người. Bà Tú Lệ nhìn thấy anh thì nhận ra liền. Mỉm cười chào, rồi nắm tay Di Hoàng mà nói. Cảm ơn cậu rất nhiều. Mời cậu vào đây. Sự xuất hiện của bà Tú Lệ không làm cho Tâm Thanh ngạc nhiên. Nhưng người đàn ông đi cùng với bà khiến cho cô giật mình thảng thốt. Tại sao ông ta lại giống Tấn Minh nhiều như vậy? Nhìn hai người cứ như hai giọt nước được đúc ra từ một khuôn. Đôi mắt qua lên, giác quan nói cho cô biết có chuyện gì đó sai sai ở đây. Bà Tú Lệ bắt đầu kể cho mọi người nghe một câu chuyện dài. Bấy giờ, cả Tâm Thanh và Di Hoàng mới biết thêm về những góc khuất cuộc đời của bà Tú Lệ và thân thế thực sự của Tấn Minh. Bà kể đến đâu, Tâm Thanh và Di Hoàng lại bàng hoàng đến đó. Thì ra là vậy. Tấn Minh không phải là con đẻ của Thịnh Gấu, mà là của người đàn ông khác. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hé lộ. Nhưng điều này có vẻ sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện. Sự lo sợ của Di Hoàng lẽ nào một lần nữa lại trở thành hiện thực. Để đánh tan đi sự nghi ngờ của mọi người, ông Tạo đã lấy ra bản xét nghiệm gen đưa cho Tâm Thanh coi. Những hàng chữ và con dấu đỏ chót hiện lên như khẳng định sự thật và chứng tỏ những điều mà Tú Lệ nói không phải là giả. Tất cả đều lặng thinh và mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, nhưng tựu chung đều hướng về tương lai của Tấn Minh và Tâm Thanh. Lại vẫn là Di Hoàng lên tiếng. Tôi hiểu rồi, cuối cùng tất cả đều đã trở về đúng vị trí của nó. Anh đi đến bên Tấn Minh, siết chặt tay anh, nói một câu mà tất cả mọi người đều mong đợi. Chúc mừng cậu, cuối cùng cậu là người chiến thắng. Giờ phút này tôi tuyên bố chính thức rút lui và nhường chỗ cho cậu. Mạnh mẽ lên anh bạn à. Tôi đã tưởng mọi thứ thuộc về mình, nhưng hôm nay chủ nhân thực sự của dòng Nguyệt Quế là chính là cậu. Mong hai người hạnh phúc. Cười lên đi em, tất cả đã qua rồi, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc đó.
Chỉ đúng một câu như vậy cũng đủ chứng tỏ bản lĩnh của Duy Hoàng, một người luôn biết hy sinh vì người khác. Tuy biết trong lòng mình đang rất đau, không ai có thể vui nổi khi dâng người mình yêu cho kẻ khác. 3 tháng sau, vào buổi sáng chủ nhật trong khu trại giam, một gã đàn ông đang ngồi chờ đợi xem hôm nay mình có người đến thăm không. Tự dưng gã thấy hồi hộp, xen lẫn cảm giác lo lắng khó tả. Gã rất ít khi có cảm giác này, mà nếu đã thấy bất an như vậy, thì kiểu gì cũng có chuyện. Linh tính của gã không bao giờ sai. Một cán bộ quản giáo từ bên ngoài nói giọng vô. Phạm nhân Nguyễn Gia Thịnh, ra ngoài có người thăm nuôi. Tiếng của bọn tù nhân trong phòng nhao nhao cả lên. Đây đây kìa lão Thọt, cứ như lão vậy mà sướng ha. Ở trong tù như có người thăm nuôi thường xuyên, không bù cho tụi tôi. Gã không nói gì, chỉ lặng lặng bước ra. Đằng sau mấy thằng lại xúm vào nói. Ủa, cái lão Thọt này hôm nay bị ngáo hả? Cứ như bị ma nhập vậy, không nói cũng chẳng gì. Hay là chị Đại ở nhà phắn mẹ với thằng khác rồi, không chừng cũng nên à, nhìn mụ ta vẫn còn xuân mà. Lúc này Thịnh Gấu đã lên đến phòng gặp thân nhân. Trái với suy nghĩ của gã là vợ đến thăm như mọi khi, nhưng lần này thì không phải, mà là thằng Tám Cò, đàn em thân tín, thỉnh thoảng cũng lên với gã vì cái ơn cứu mạng năm xưa. Vừa được dẫn giải vào phòng gặp thân nhân, Thịnh Gấu đã gấp gáp hỏi Tám Cò. Chú mày có gặp vợ con của anh không? Thằng Tấn Minh sao rồi? Câu đầu tiên là đã hỏi Tấn Minh, đủ hiểu trong lòng của gã anh quan trọng như thế nào. Thằng Tám Cò mặt hơi biến sắc. Đại ca phải thật bình tĩnh nghe, mình có 1 giờ để nói chuyện thôi. Em sẽ kể cho anh nghe, nhưng anh đừng có nóng giận kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Phải hứa như vậy thì em mới kể. Thịnh Gấu gắt lên. Con bà mày, tính anh mà mày còn rào trước đón sau làm gì? Nói mẹ nó ra đi. Con trai của anh nó đang nằm bệnh viện vì bị tai nạn giao thông do cứu người. Cái gì? Chú nói đi. Hả? Nó có làm sao không? Thằng nào tông phải nó? Bình tĩnh đi anh, cứ từ từ em kể đã. Nếu thằng Tám Cò chỉ kể chuyện Tấn Minh bị tai nạn thôi thì lại đi một lẽ, và như vậy thì gã chỉ thấy thương thằng con trai. Đằng này câu chuyện phía sau mà thằng đệ tử nói ra mới khiến gã thực sự đau lòng. Cái tình đó mới chính thức đánh gục gã. Nếu sớm biết nó nói điều này ra thì gã thà không có thèm nghe còn hơn. Nhưng thằng đệ tử làm sao mà hiểu được thâm ý của gã. Cứ nghĩ đại ca sẽ phải quan tâm đến cái tin động trời này. Ai dè, Thịnh Gấu như chết lặng khi nghe cái tin dữ, và cứ như vậy ngồi im một chỗ. Chỉ có đôi mắt của gã là giật giật liên hồi, mặt tái dại đi. Đại ca, chuyện này là thiệt đó. Em thấy mà còn tức thay cho đại ca, chứ huống hồ anh là người trong cuộc. Em không có ngờ chị Đại ở nhà lại dám làm ra cái chuyện bẩn thỉu khốn nạn này, còn lừa dối đại ca những hơn 30 năm. Lời thằng đàn em khác nào như sát muối vào lòng gã. Hai tay Thịnh Gấu nắm chặt vào nhau, mắt dằn lên tia nhìn giận dữ. Một câu nói lạnh lùng phát ra. Cầm ngay, mày đừng có nói thêm cái gì nữa. Thịnh Gấu rít lên, nhưng âm điệu thì nhỏ hẳn lại, vì cũng đã ý thức được mình đang ở trong tù. Thằng Tám Cò vừa kể cho gã nghe việc Tấn Minh không phải là con trai của gã, và giờ rồi đã có một tay ngon lành cành đào là chủ một doanh nghiệp đến nhận con hẳn hoi. Chuyện này truyền tai tới cái giới xã hội đen một cách chóng mặt, nên ai cũng biết. Thằng này không có cam tâm nên mới vào thăm để báo cho đàn em. Chính Tám Cò cũng không thể ngờ Thịnh Gấu lại xử sự khác hẳn với sự mường tượng của hắn. Cứ nghĩ đại ca sẽ tức giận đến cực điểm và sẽ ra lệnh cho mấy thằng đệ phải nhanh chóng xử lý ả đàn bà kia. Nhưng gã đã không làm vậy, lại còn quay ngoắt 180 độ, khiến cho Tám Cò trợn mắt, không hiểu ra làm sao. Đã vậy, Thịnh Gấu còn có ý không cho xúc phạm Tú Lệ. Đại ca, đừng có buồn phiền làm gì cho hại người. Có cần mua thêm thứ gì thì cứ nói đi, để lần sau em đem lên cho. Đồ em gửi cho đại ca quản giáo đang kiểm tra, chắc lát nữa họ đưa đó. Em về nghe, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Ngước đôi mắt buồn bã nhìn Tám Cò, Thịnh Gấu gật đầu buông thõng một câu. Chú mày về đi, cảm ơn chú. Lầm lũi lê cái chân cà thọt, thất thiểu bước theo quản giáo về phòng giam.
Từ lúc đó gã không nói một câu, cho dù bọn cùng phòng có xúm lại hỏi han, kể cả cậy răng gã cũng không nói nửa lời. Vậy là hết. Cái bí mật mà gã đã sớm biết từ lâu cuối cùng cũng bị phanh phui. Gã sợ nhất cái điều đó, sợ đến một ngày tất cả sẽ bị xới tung và gã sẽ mất tất cả. Chuyện Tấn Minh không phải là con của mình, gã cũng đã biết cách đây hơn chục năm. Từ cái ngày sinh nhật 18 tuổi của nó và chính cái đêm sinh nhật đó, một thằng đàn em thân tín đã bị gã đánh cho gãy hai cái răng cửa chỉ vì dám cả gan nói Tấn Minh không có chút gì giống gã. Thằng đó còn mạnh miệng nói rằng giới xã hội đen đồn gã là thằng đổ vỏ, là thằng bị mọc sừng mà không biết. Cũng có thể thằng đệ tử đã có chút bia rượu vào người nên không biết trời đất gì mới bạo gan quịch tẹt ra cái điều mà gã luôn canh cánh ở trong lòng. Mặc kệ nhà hàng, mặc kệ quán bar và bao nhiêu người vây quanh, gã vẫn cứ lao vào thôi cho thằng đệ mấy cú trời giáng vào mặt. Và hậu quả là thằng này bị bay mất hai cái răng cửa. Cũng may, nói là tiệc sinh nhật thằng con trai, nhưng kỳ thực chỉ khoảng chục thằng thân tín được gã chiêu đãi trong cái quán này. Tấn Minh và Tú Lệ cũng không có mặt ở trong buổi tiệc hôm đó. Cái bí mật này thật ra gã đã định sống để bụng chết mang theo, vì đó là một điều cấm kỵ mà gã quyết không có để lộ ra với ai. Chỉ một mình gặm nhấm nỗi đau, gã biết mình không có được bình thường như những thằng đàn ông khác. Tuy khả năng chăn gối vẫn ngon lành, nhưng gã đã mất đi bản năng duy trì nòi giống. Vì nghe mẹ kể lại rằng, gã đã bị biến chứng sau một đợt sốt quai bị năm 4 tuổi, mà thời đó đâu có hiện đại như bây giờ. Thành ra gã trở thành một thằng đực không ra đực, cái không ra cái. Buồn lắm chứ. Gã cũng là con người, cũng là một thằng đàn ông với đầy đủ các bộ phận bằng xương bằng thịt, mà lại không có thể sinh con, mất đi cái thiên chức gieo giống thì còn gì là đời nữa. Không phải gã không biết Tú Lệ luôn khao khát có thêm con, gã cũng không phải mù khi thấy Tấn Minh không hề giống mình. Gã đã từng nuôi hy vọng nhỏ nhoi là biết đâu gã nằm trong cái xác suất 1% không phải du sinh đó và Tấn Minh đích thực là con gã. Nhưng gã đâu thể nằm mơ giữa ban ngày vì kết quả xét nghiệm DNA mà gã đã bí mật đem đi xét nghiệm đã chứng minh tất cả. Đất trời lúc đó như sụp đổ dưới chân, nhưng gã vẫn âm thầm chấp nhận, âm thầm chịu đựng một mình, không nói cho ai biết, kể cả vợ. Gã biết, gã yêu Tú Lệ nhiều lắm. Vì yêu mà gã thà chấp nhận nuôi con người, còn hơn việc bị phanh phui rằng mình là một thằng bị vô sinh. Nếu chuyện này lộ ra, khác nào gã tự nhận mình là một tên hoạn quan, một thằng bất lực. Đàn ông mà phải mang cái danh đó thì nhục lắm. Ta chết quách đi còn hơn. Tú Lệ không biết được điều đó, nên cứ nghĩ gã không biết gì, nên bà ta vẫn cho rằng giấu gã cái bí mật này càng lâu thì càng tốt. Nhưng bà đã lầm. Gã không những biết mà còn quá rõ, quá rành. Gã chỉ đau một nỗi là tại sao không phải lúc nào khác nhận nhau mà lại đúng vào lúc này, lúc gã đang cùng cực nhất. Vậy ra gã đã trắng tay sao? Gã không còn gì cả. Bao nhiêu năm nay lăn lộn ngoài xã hội là để làm cái gì chứ? Thằng con mà gã đã đặt bao nhiêu kỳ vọng cuối cùng cũng quay lưng. Cũng đúng thôi, nó cũng phải nhận người xứng đáng để còn xóa đi cái lý lịch đen chứ. Gã biết, nó vẫn yêu con bé con An đó lắm. Nếu danh chánh ngôn thuận nó là con trai gã thì đời nào nó lấy được con bé kia? Và con bé đó cũng không đời nào chấp nhận. Vậy ra nó muốn tẩy trắng. Mẹ con nhà nó muốn tẩy trắng và đã gạt gã sang một bên. Đau đớn quá. Nửa tháng sau, Thịnh Gấu lại có người thăm nuôi. Lần này là Tú Lệ và Tấn Minh. Mới có mấy tuần không gặp mà nhìn gã già sọm hẳn đi. Tóc bạc trắng, râu ria lởm chởm. Tú Lệ ái ngại nhìn gã. Mấy lần bà ta định mở lời mà lại không dám. Cuối cùng vẫn là Thịnh Gấu lên tiếng. Nhìn thẳng vào người đàn bà trước mặt. Người mà gã đã từng yêu thương nồng nàn, sẵn sàng vì ả mà làm tất cả. Vậy mà hôm nay, người đó lại sẵn sàng vì tương lai của con mà gạt gã ra rìa. Cất tiếng trầm đục, gã nói: "Em đến đây để nói cho tôi nghe về cái việc của thằng Tấn Minh phải không? Tôi đã biết hết rồi, khỏi cần nói nữa. Chắc em mãn nguyện lắm rồi, đúng không?"
Tú Lệ tái mặt. Anh đã biết. Đúng, tôi đã biết từ lâu rồi. Vì yêu mẹ con em mà tôi đã im lặng chấp nhận bao nhiêu năm nay. Bây giờ thì hãy để cho tôi được yên. Các người về đi. Tấn Minh biết Thịnh Gấu đang tức giận lắm, liền nắm tay gã. Ba, con xin ba đừng có tức giận như vậy. Con biết như vậy là thiệt thòi cho ba, nhưng gia đình mình sẽ không có gì thay đổi cả. Ba lúc nào cũng là ba của con. Ba chính là người đã lo lắng chăm sóc cho con từ lúc lọt lòng. Dù ba có là ai đi chăng nữa, dẫu cho cả thế giới này có quay lưng với ba, thì ba vẫn là ba của con. Con yêu ba mà. Chỉ bấy nhiêu lời thôi, Tấn Minh đã làm cho Thịnh Gấu rơi nước mắt. Gã đã khóc thật sự. Một người chọc trời khuấy nước, trời không sợ, đất cũng không. Vậy mà gã đã phải rơi lệ trước thằng bé này. Đây là lần thứ hai gã khóc. Lần đầu gã đã nhận tờ xét nghiệm DNA và lần này đối diện với nó. Nó là một thứ tài sản vô cùng quý giá mà gã đã nâng niu trân quý hơn cả bản thân của mình. Thằng con trai này thực sự lấy đi tình cảm của gã. Gã không thể chấp nhận một sự thay đổi nào khác. Nó đã 30 tuổi, nhưng với gã, nó vẫn là một đứa trẻ con. Càng ngày gã càng cảm thấy yêu nó hơn bao giờ hết. Gã không thể để mất nó, không thể để cho ai cướp nó đi. Tú Lệ lúc này mới lên tiếng. Em biết em có lỗi với anh, nhưng thằng Tấn Minh nó cần có tương lai, nó cũng phải biết cội nguồn. Vì vậy em mới cho nó biết, dù gì nó vẫn là con của anh, không ai bỏ anh cả. Nếu có trách thì anh hãy trách em. Em chỉ xin anh đừng có ghét bỏ nó. Tấn Minh nó vẫn là con của anh mà. Thịnh Gấu đưa tay lên ra hiệu cho Tú Lệ đừng có nói gì cả. Ba người đều im lặng, một sự im lặng nghẹt thở. Một lát sau, Thịnh Gấu ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Vai của gã rung lên, thể hiện sự thống khổ tột cùng. Tấn Minh ôm chặt lấy gã, rồi không kìm được cảm xúc, anh cũng rơi lệ. Đúng là, ngoài xã hội, Thịnh Gấu có máu lạnh và tàn nhẫn bao nhiêu, nhưng với anh, gã vẫn là một người cha tốt. Điều đó không thể phủ nhận. Phải một lúc lâu, Thịnh Gấu mới buông con trai ra. Đời này ba đã nợ Tâm Thanh quá nhiều, mà có lẽ phải xuống Hoàng Tuyền mới có thể trả được. Ba ân hận lắm. Vào trong này ba mới có thời gian để cật vấn lại lương tâm và thấy cuộc đời ba đã làm quá nhiều việc ác. Đến khi nghĩ lại được thì mọi chuyện đã trễ cả rồi. Con hãy thay ba trả nợ ân tình cho cổ. Đừng có suy nghĩ gì hết. Con hãy cứ làm những gì tốt nhất cho hai đứa đi. Ba chỉ tiếc không có được dự ngày vui của con thôi. Hôm nay, nhà ông Tiến Tài có khách, là ba người khách từ Sài Gòn. Hai người trước đó, ông không còn lạ. Chỉ có một người đàn ông đứng tuổi thì đây là lần gặp mặt đầu tiên. Tâm Thanh đã về Nha Trang từ hôm trước. Cô cũng đã nói sơ với ông bà về chuyện riêng của mình. Nên khi những người này xuất hiện, cũng không khiến cho ông bà đường đột lắm. Sau câu chuyện được kể xong, Tấn Minh và ba mẹ đang nín thở chờ đợi xem phản ứng của ba mẹ Tâm Thanh. Thì ông Tài thở nhẹ. Tôi cũng không có khó khăn gì với tụi nó. Tất cả cũng là vì ân oán tình thù của đời trước mà con trẻ phải chịu thiệt thòi. Tôi cũng không có muốn khơi lại cái chuyện đau lòng đó vì kẻ phạm tội cũng đã phải trả giá rồi. Đúng là trời xanh có mắt và trời cũng không có lấy hết của ai cái gì. Tấn Minh quả thật là một chàng trai tốt. Cậu ấy đáng được hưởng hạnh phúc. Ông quay sang con gái mỉm cười. Bây giờ tùy thuộc vào hai đứa thôi. Cuối cùng mọi thứ cũng về đúng quỹ đạo của nó. Và Tâm Thanh không phải đứng trước một sự lựa chọn nào cả. Chúc mừng ông bà. Chúc mừng hai con. Lúc này cả Tâm Thanh và Tấn Minh mới thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười thật tươi. Đêm đó họ đã có một buổi tối thật hạnh phúc khi cùng nhau dạo biển, cùng nhau ôn lại kỷ niệm của mấy năm trời khó khăn bên nhau. Nhiều lúc họ tưởng như mọi thứ đã vụt mất khỏi tay của mình. Nhưng may mắn đến phút chót, số phận cũng mỉm cười. Cầm lấy tay người yêu áp vào má của mình, Tấn Minh hỏi nhỏ. Bây giờ em có còn ý định chạy trốn anh nữa hay không hả, cô bé bướng bỉnh? Tâm Thanh ngước đôi mắt tinh nghịch lên nhìn anh. May cho anh đó,
anh chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì em đã theo người ta rồi. Em chỉ thấy tội cho Duy Hoàng vì anh ấy quá tốt. Tấn Minh ôm lấy eo Tâm Thanh, thơm nhẹ lên má cô. Chúng ta sẽ kiếm cho Duy Hoàng một cô gái thật dễ thương. Anh tin Duy Hoàng sẽ không có trách bọn mình đâu. Công nhận cậu ta si tình thật. Anh mà như em là xong rồi đó. Sao em cứ hết lần này đến lần khác khước từ cậu ta vậy? À, anh hiểu rồi. Chỉ vì em vẫn rất yêu anh nên mới khước từ cậu ấy đúng không? Vậy mà còn làm bộ cấm cản người ta hoài. À, mà anh chàng cảnh sát kia có được em trao nhầm cái nụ hôn nào chưa đó? Nếu có thì anh phải đòi lại. Dám lắm mà nghe. Nói xong, Tấn Minh liền ù té chạy. Đằng sau, Tâm Thanh đuổi theo và đấm thùm thụp vào lưng anh. Đồ gian tà! Anh tưởng ai cũng như anh hả? Liều liều cái miệng của anh đó, em mà đổi ý lần này là không có chuyện quay lại nữa đâu. Thôi mà, anh đùa chút thôi. Mà cho dù em có trốn đi đâu thì anh cũng tìm được. Em không thoát khỏi tay anh đâu. Đã nói rồi, chúng ta là một cặp trời sinh và có duyên từ kiếp trước đó. Cả hai dìu nhau ngồi ngắm biển. Làn gió thổi nhẹ làm tung bay những lọn tóc của Tâm Thanh. Tấn Minh hít hà mùi hương xả bay ra từ mái tóc người thương. Tâm Thanh đang ngồi trong lòng anh, đang ở rất gần bên anh, mà anh vẫn chưa tin đó là sự thật. Mọi chuyện liên tục xảy ra khiến cho anh và cô đã hơn một lần hợp tan. Bây giờ thì không còn gì để chia rẽ hai người được. Anh sẽ giữ chặt người con gái này trong tay, quyết không có lơi lỏng dù bất kỳ tình huống nào. 2 tháng sau, tại ngôi biệt thự ở quận 3, được trang hoàng lộng lẫy với cổng hoa và dây tơ hồng quấn quanh, nhìn rất đẹp mắt. Người ra vào tấp nập, đủ thấy bên trong sắp diễn ra lễ vu quy của cô chủ. Ông bà tài mai đang dắt tay Tâm Thanh đến trước bàn thờ song thân khấn vái. Tiếng của ông tài vang lên nho nhỏ như đang tâm sự với người đã khuất. Anh hai, vậy là hôm nay vợ chồng của em chính thức thay mặt anh chị gả chồng cho con gái chúng ta. Vượt qua bao bể dâu thì cũng đến ngày hạnh phúc. Anh chị có linh thiêng thì về đây chứng giám và phù hộ độ trì cho vợ chồng Tâm Thanh được hạnh phúc. Em nhớ anh lắm. Hãy mỉm cười nơi chính suối và an nghỉ nghe anh. Tâm Thanh cũng rơm rớm nước mắt. Ba mẹ ơi, cuối cùng con đã thay thai người đòi lại công lý được rồi. Mọi chuyện cũng sáng tỏ và kẻ ác đã phải đền tội. Hôm nay con đi lấy chồng mà không có ba mẹ ở bên, không có được ba dắt lên lễ đường trong ngày trọng đại. Nhưng con thật hạnh phúc vì đã có ba mẹ nuôi luôn ở bên chăm lo và yêu thương con như con ruột. Con cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra, cho con cuộc sống này. Con yêu ba mẹ nhiều lắm. Đoàn đón dâu có nhà trai đang tiến vào. Cô dâu đẹp như một nàng tiên cũng e lệ bước ra. Ông Tiến Tài nắm tay con gái trao cho Tấn Minh mà lòng ông trào dâng một niềm xúc động khôn tả. Đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng tại quận Nhất. Cô dâu mặc trên mình cái sô ri trắng muốt càng làm tăng thêm vẻ đẹp tinh khiết và kiều diễm. Cô đi đến đâu, mọi ánh mắt đổ dồn đến đó. Chú rể mặc bộ vest sậm màu nhìn rất lịch lãm, khuôn mặt mang đầy vẻ nam tính, khiến anh toát lên một vẻ đẹp sói ca cuốn hút mọi ánh nhìn. Nhìn họ tay trong tay hạnh phúc bên dàn nam thanh nữ tú mà ai cũng phải ngước nhìn. Đôi uyên ương đang ngập tràn hạnh phúc ngày hôm nay. Một thời gian sau, trong một căn biệt thự trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, có một cái đám người đang ngả ngốn hút hít. Lát sau, một tên trong bọn liền sùi bột mép nằm sùi lơ dưới nền nhà, mắt trợn trừng. Đó là Thảo Ma. Thằng Thảo Ma, từ ngày Mão Mèo vào trại đến nay, băng cọp xám cứ như rắn mất đầu. Thảo Ma thì chỉ giỏi ăn chơi trác tán, chứ làm gì có đầu óc quản lý và quán xuyến như ba của nó đâu. Sẵn tiền ở trong nhà, nó chỉ giật dung ra để chi vào những trò vô bổ, hết hút lại gái gú, quán bar. Bọn giang hồ bên ngoài trước thì còn ngại oai của hai ông lớn
nên không dám tác quay tác quái. Nhưng bây giờ cả hai gã đại ca đều đang dựa khám, thì chúng không phải sợ cốc khô gì nữa. Thành ra việc làm ăn trong thế giới ngầm của Thảo Ma cũng vì vậy mà mất dần vào tay những kẻ có máu mặt khác. Tụi mày ơi, đại ca sao vậy? Sốc thuốc rồi kìa, mau đưa bệnh viện đi. Nghe thằng kia nói vậy, mấy thằng đang nằm ngồi ngã ngốn đều giật cả dậy, ngó sang phía của Thảo Ma. Thấy đúng là như vậy, hoảng quá chúng liền gọi xe đưa Thảo Ma vào bệnh viện. Khi Thảo Ma được đẩy vào cấp cứu, nghe bác sĩ nói đi đóng tiền viện phí, thì cả ba thằng liền ra hiệu cho nhau, rồi mắt trước mắt sau chuồn lẹ, mặc kệ thằng đàn anh sống dở chết dở không biết như thế nào. Có lẽ sau đợt này, Thảo Ma sẽ bị đưa vào trại cai nghiện là cái chắc. Đời của những thằng chuyên hoạt động trong giới xã hội đen thì cuối cùng cũng sẽ phải nhận một cái kết đắng. Tại trại giam, Mão Mèo đang ngồi bó gối ở một góc tối tăm trong phòng giam. Gã ngồi ở đó rất lâu rồi. Mấy đêm nay, gã không thể ngủ được vì cứ bị ám ảnh bởi cái đám cháy kinh hoàng xảy ra cách đây mấy chục năm. Cứ nhắm mắt là gã lại thấy hai thân thể đen xì cháy xém đang tiến lại gần đòi mạng. Riết rồi gã không dám ngủ, đêm nay có lẽ gã lại thức trắng. Gã sợ bóng đêm và sợ cả hai cái bóng ma luôn ẩn hiện trước mặt. Không phải tôi, không, tôi không có giết hai người, là tụi nó, hãy tha cho tôi. Đám tù nhân trong phòng choàng tỉnh, một vài thằng lào bầu trong miệng tỏ vẻ khó chịu. Có thằng không chịu nổi vì bị đánh thức, liền văng tục mấy câu. Lão Mão Mèo đang ngồi thu lưu một chỗ, người vẫn đang run lên từng chập, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm. Thiên Hương, anh yêu em ạ, anh muốn cứu em, tại sao em lại vào trong đó, không phải tại anh. Mã cha, Mão Mèo, làm gì mà như bị ma làm vậy hả? Lão ngủ thì để cho người ta ngủ chứ, mai còn phải đi ra mỏ làm việc đó. Im miệng đi lão già. Đã từ lâu rồi, kể từ khi bị đưa vào đây, thì Mão Mèo chỉ có danh mà không có thực. Mới đầu những thằng kia cũng có phần e sợ, sau thì thấy gã không làm được cái dạng gì cho nên chúng cũng cốc sợ. Chúng chỉ nể gì có vẻ như gã cũng biết thân biết phận và cũng không có hề ra oai tác quái hay gây hấn gì với tụi này. Phần vì lão nhiều tuổi, thành ra chúng cũng mặc mẹ lão, muốn làm sao thì làm. Nhưng mấy bữa nay lão cứ như cái thằng khùng, thì cha thằng nào mà chịu được chứ. Đêm đó khi mọi người trong khu trại đã ngủ say, chỉ còn một kẻ đang lay quay làm cái gì đó. Một lát sau, gã đã kết xong sợi dây và bắt đầu dò dẫm từng bước một. Việc làm này đối với người bình thường đã khó, với một gã chột mắt càng khó hơn. Vậy mà gã lại làm được. Một lúc lâu sau, sợi dây được gã bệnh bằng những cái áo tù được cột chặt trên cây xà ngang của buồng vệ sinh. Đứng im một lúc nhìn sợi dây đung đưa, gã bất chợt rùng mình. Nhưng rồi gã từ từ đu mình lên, thận trọng đưa cổ vào và đạp mạnh một cái vào bức tường ngăn cách nhà tắm với gian phòng ngủ. Chỉ thấy thân hình của gã đung đưa kẻo kẹt theo từng cú giãy đạp mà một lúc rồi sụi lơ. Cả buồng giam vẫn im lặng như tờ, những tiếng ngáy vẫn đều đều vang lên, đủ thấy các phạm nhân đang ngủ rất say. Không ai biết, lão chột đã tự kết liễu đời mình bằng một sợi dây thắt cổ. Sáng hôm sau, cả phòng giam nhốn nháo vì cái tin Mão Mèo chột tự tử. Hình ảnh hải hùng của gã hiện ra như dọa người. Vì không có thân nhân đến nhận, nên Mão Mèo, tức Mão Chột, đã được trại giam đưa đi an táng theo đúng thủ tục của phạm nhân tử vong. Cuối cùng, thì tên anh chị lừng lẫy một thời giới giang hồ lại phải chết một cách tức tưởi trong trại giam cô quạnh không người thân thích. Thằng con trai độc nhất của gã bây giờ vẫn đang phải ép mình trong trại cai nghiện. Một thân chọc trời khuấy nước bây giờ cũng ra ma. Trong một ngôi chùa, dưới màn khói nhang nghi ngút, Tấn Minh và Tam Thanh đang chắp tay khấn vái trước tượng Phật Từ Bi. Đến gian thờ dành cho những vong linh được gửi gắm, cả hai chắp tay nhìn vào hai tấm ảnh nhỏ dán bên ngoài cái bình tro cốt. Tấn Minh khấn thầm: con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra cho con một người vợ tuyệt vời.
Con nguyện sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô ấy suốt cuộc đời này. Nên ba mẹ yên tâm siêu thoát nha. Kẻ thù của hai người đã phải trả giá bằng chính cái chết của mình rồi. Mong ba mẹ hãy yên nghỉ. Mong linh hồn ba mẹ sớm siêu sinh về cõi cực lạc. Ở trên này con sẽ sống tốt. Tuy ba mẹ không còn, nhưng con có ba mẹ nuôi hết lòng chăm lo. Giờ đây con còn có một người chồng tốt, luôn yêu thương, chăm sóc. Con gái của ba mẹ đã thực sự trưởng thành rồi. Dưới suối vàng, hai người hãy vui vẻ nghe. Con yêu ba mẹ vô cùng. Ngồi trên xe ra về, Tâm Thanh khép hờ mắt dựa vào vai chồng một cách đầy tin cậy. Vậy là từ nay, cô không còn một nỗi lo nào nữa. Chắc chắn trong cuộc sống hai người sẽ còn nhiều chông gai và thử thách phía trước. Nhưng cả hai sẽ luôn nắm tay nhau và tin vào một tương lai tươi sáng. Một buổi tối cuối tuần bên bờ hồ Xuân Hương, có một đôi trai gái đang dìu nhau giãn cảnh. Chàng trai luôn ôm eo người con gái, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống hôn nhẹ vào má cô. Trong cái xe xe lạnh của buổi tối miền cao nguyên, Đà Lạt càng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Sau khi cưới nhau một thời gian, thì hôm nay Tấn Minh mới đưa Tâm Thanh lên nghỉ nơi đây. Có lẽ kỳ nghỉ này mới thực sự là kỳ trăng mật đúng nghĩa của hai người. Nhìn họ tình tứ bên nhau, chợt thấy nhịp sống như chậm lại. Không gian thơ mộng tựa một bức tranh phong cảnh hữu tình mà Tấn Minh và Tâm Thanh là hai nhân vật chính bước ra từ thiên nhiên tươi đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Hoang Tình, tác giả Việt Nga. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Cảm ơn quý vị.